Và để tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ thay đổi không khí trở về miền quan họ để đến với ca khúc Gửi Về Quan Họ qua một cặp song ca. Đấy là anh Nguyễn Thắng và chị Lê Lan. Em xin mời anh Nguyễn Thắng và chị Lê Lan. Vâng, kính thưa quý vị thân mến,
Nói đến dân ca quan họ Bắc Ninh, từ xa xưa đã được biết đến bởi những giai điệu ngọt ngào, truyền cảm sâu lắng và lãng mạn qua những câu chuyện tình của những đôi trai gái yêu nhau. Họ hẹn nhau, họ mời nhau câu hát, họ mời nhau miếng trầu mỗi khi cùng nhau đi chảy hội. Và cái làn điệu du dương ấy, cái làn điệu truyền cảm và sâu lắng ấy hôm nay đã được anh Nguyễn Thắng và chị Lê Lan đem đến cho chương trình của chúng ta hôm nay. Một lần nữa xin quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật đồng nhiệt để chúc mừng cho anh chị trong chương trình của chúng ta.